Dạ, xin chào cả nhà quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Trời ơi, cả nhà ơi, phải nói là một phôm hoa tuyệt tuyệt đẹp luôn. Và phải nói nó nở là chùm không cả nhà. À, đây chính là giống giảo nữ hoàng nha. Thì mấy hôm nay em cũng có giới thiệu với chúng ta là cái giống giảo nữ hoàng rồi đó. Thì hôm nay có một cây em để trưng Tết. Em cũng muốn quay cho cả nhà mình xem cái phôm hoa và cái giảo nữ hoàng nó hoa chùm như thế nào nha. Trời ơi, cả nhà nha. Nhìn em thấy rất là mê luôn cả nhà. Phải nói là em rất là mê cái phôm hoa này là phôm hoa tròn nha. Và đặc biệt cái hàng giảo nữ hoàng phải nói là nụ của nó rất là dữ. Nụ của nó rất là dữ luôn cả nhà. Nhìn nè, cả nhà nhìn nở nè. Trời ơi trời. Nè, một cái cành mà nó nở như thế này nè cả nhà. Phải nói là trời ơi, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Nó bông chùm luôn nha. Đó, đây. Quá mê cả nhà. Đó, quá mê rồi. Em rất là thích cái giống giảo nữ hoàng bởi vì em thấy hoa của nó là thơm tròn rất là đẹp và đặc biệt nụ của nó là phải nói là nó đeo đặc hết luôn cả nhà. Đeo đặc và hoa của nở là cái phơm rất là đẹp luôn nha. Đó cả nhà nhìn nụ nè. Ồ coi nè, quá trời nụ luôn nha. Cái giảo nữ hoàng này đặc tính của nó là nụ cực nụ luôn. Cả nhà nhìn nè. Ồ nó đeo sao mà đặc nhánh đặc cành luôn á. Đó. Rồi thì nó là 8 đến 12 cánh nha cả nhà. 8 đến 12 cánh dòng giảo mà ha. Đó đây nè, một cái cành mà nó nhiều như thế này nè cả nhà nhìn nè. Quá tuyệt vời luôn ha. Rồi ai thích cái giống giảo nữ hoàng thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Bên em có cây giống nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Dạ vừa rồi thì em có giới thiệu đó chính là mặt hoa của giảo nữ hoàng cả nhà. Một cái giống mai phải nói trời ơi cái phơm hoa tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Và ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em có dòng giảo nữ hoàng đây cả nhà ơi. Ghép với gốc rất là đẹp nha. Cây thì bây giờ cành nhánh nó rất là xum xê luôn nè mọi người. À, loại này về chúng ta có thể lấy bo được rồi nha. Lấy bo vô tư luôn mọi người ơi. Rồi cái dòng giảo nữ hoàng này thì em bán với giá là bao nhiêu? 100k một cây cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây như thế này thì bên em sẽ reset cho chúng ta. Đây em sẽ lựa những cái cây như thế này để giao cho quý khách đây cả nhà ơi. Loại này về chúng ta lấy bo được rồi nha cả nhà. Lấy bo vô tư rồi ha. Này, đế đẹp nha. Đế trái bí nè, lò xo đủ kiểu nè. À, rồi giá là bao nhiêu cả nhà? 100k một cây nha. 3 cây thì bên em reship cho chúng ta. Và số lượng bên vườn mai nhà em rất rất là nhiều đây cả nhà ơi. Nếu ai thích thì cứ alo cho vườn mai nhà em nha.